Good morning, happy Mother's Day, yeah. Hôm nay ngày Chủ nhật, ngày của mẹ. Mình sáng thức dậy thì xuống lầu pha cà phê, xong rồi mình đo chất đường trong máu coi nó ra làm sao. Thì nó không tốt lắm, nó tóm lại là khá cao. Mình ý định là lên pha cà phê xong rồi chạy lên giường nằm ngủ tiếp. Nào ngờ bây giờ mình thấy mệt quá. Rồi đường cao nữa, cho nên bây giờ mình tính đi bộ một vòng. Cầm cái máy theo quay cho các bạn xem đường xá buổi sáng trong xóm mình nó ra làm sao. Cái máy này mình mua cũng khá lâu nhưng ít xài lắm, biết tại vì nó to quá đó. Bây giờ mình cho các bạn xem nó nhìn nó ra sao nha. Đây cái máy này đây. To quá ha. Nhưng mà mình có cái cây chống rung này nè, mình sẽ cầm đi, nó quay hình rất là đẹp. Bây giờ thôi mình cầm nó, mình đi vòng vòng kiếm chuyện tán dóc với các bạn chút nha. Ok, let's go. Đây là cái sân nhà, xóm nhà của mình. À, nặng quá trời luôn. Bây giờ mình đi hướng nào đây? Thường thường mùa này, cũng còn sớm lắm. Đến khoảng tháng 7, tháng 8 thì mấy cái bông này nó mới nở đẹp. Bông thì nó có đủ màu hết à. Cầm cái cây chống rung đi này quay là mình thấy tuyệt vời nhất. Nhất là khi mình đi nơi nào mà có thắng cảnh đẹp á, cầm đi như vậy chỉ có cái mỏi tay chết luôn. Bây giờ thì mình đi hướng nào đây ta? Thường thường mình đi về hướng hướng núi, cái cuối con đường mà đi quấy rồi bà con thấy cái cũng chán lắm. Thôi bây giờ mình đi đâu ta? Cái lối này, trong này là cái nhà, cái khu xóm này nó gọi là townhouse. Nghĩa là không phải nhà tư nhân, chứ không phải cái kiểu mà apartment nè. Này là mình có thể mình mua một cái unit, một cái căn nhà, nhưng mà căn nhà nó dính liền với nhau, bốn căn vậy đó. Như cái căn bìa này nè, thì nó mình nghĩ chắc hai phòng. Rồi mấy căn mà có hai tầng lầu thì ba phòng. Bốn phòng này nghĩ không có đâu. Đây nha, nó nhỏ nhỏ. Bên đây anyway, cái townhouse này thì cũng ok thôi, chỉ có cái nhà nó hơi cũ kỹ một chút. Sân cỏ thì họ giữ gìn rất là tốt, cắt cỏ có người vừa làm vườn đó. Có điểm cái mỗi tháng phải trả 500 đồng, tiền 500-600 gì đó thôi để mà nó cắt cỏ giữ cái sân cho mình. Nhiều người thì thích như vậy khỏi mất công phải cắt cỏ, nhiều người thì thích một cái nhà riêng tự mình làm, tự mình. Ở đây thì mình không có sơn ở ngoài được, tự nó sẽ sơn cho mình. Cái cũ kỹ rồi nó sẽ sơn, đường xá nó sửa, đèn đồ gì đó thì nó sửa cho mình. Mấy cái vườn bông này nó chưa có nở ha. Đây, xóm này mình đi, có con ốc sên. Mình đang cầm này mình quay không được. Mình quay xuống cái nó quẹo luôn, tại nó nặng quá đó. Công nhận cái máy này nó quay đẹp mà có cái nặng chết luôn. Nguyên cả cái xóm này biết bao căn, như bao nhiêu căn nhà ta, mỗi một căn vậy là mỗi một cái building, thì là 4-5 căn. Mình nghĩ chắc cũng khoảng 30 căn, 30 cái building khá nhiều. Bên Mỹ này có nhiều cái họ nghĩ kinh doanh, tìm cách nó rút tiền mình, nó bán nhà rồi nhưng mà vẫn còn phải rút tiền làm vườn. Nó sẽ muốn người cho làm xong rồi cuối cùng nó không có lợi. Nó có office, nó có nhân viên rồi gì. Dạ, chiếu thẳng vào mặt trời em biết cái đẹp mặt trời.
Phan Thế Ốc Sơn kìa. Đứng xa này quay. Ok. Điều khiển cái cây chống rung này nó hay bị quẹo lắm. Khi nó không chịu nổi cái máy camera nặng này cái là nó mình phải set lại. Ok. Ở đây thì garage nó không có, chỉ có mình đậu ngoài nó có cái hiên cho nắng chút như thế này. Sống ở dưới đây là sống nhà lá nữa, ở trên núi là sống nhà ngói. Chưa ăn sáng nên mình tự nhiên đo cái đường cái mình thấy bất mãn quá, thôi đi bộ một cái cho đường nó xuống rồi tính sao. Tình hình về cái đầu mình á, mình cũng muốn không muốn nói về nó nhiều lắm. Chỉ có muốn cho các bạn biết tình hình nó là sao. Hiện tại mình cũng đang thứ bảy chủ nhật không có làm việc, cho nên mình phải chờ thứ hai. Hy vọng nó sẽ gọi cho mình biết được bảo hiểm nó approve cho cái procedure nó trị cái mạch máu mà nó đang bị chảy nè. Mà mình thấy cảm thấy nó chảy rất là ít, cho nên không có đau nhiều lắm đâu. Đau đủ đi là khó chịu, lâu lâu phải uống thuốc. Bữa nay sáng thức dậy thì thấy không có đau. Ok, ra cái bãi cỏ này. Thường có mấy con gà lôi nó đến. Lúc này không thấy nó ít, lâu lâu thấy nó một hai con. Bên đây trái này mình đi về đó thì hướng núi á, rồi về cái chỗ mà đường cùng. Wow, mình đi chút xíu mình thở mà ra hơi vậy. Mình đi hướng này cho nó lạ một chút. Dạ, tình hình thì mình đang chờ họ chấp nhận để mình vào nhận viện, họ chỉ cái mạch máu cho nó xong. Có lúc nó đau đau nhiều cái mình thấy lo, hơi lo lo, nhưng mà thật ra nghĩ chắc không sao đâu. Tại vì hôm nọ cấp cứu hả, họ đã lấy cái máu ra hết rồi, giờ chỉ còn chảy chút xíu. Có thể nó rọi lại lần nữa nó sẽ hết luôn, cũng không biết. Không cần phải làm cái procedure đó. Chỉ biết cái hôm thứ sáu vừa rồi thì bác sĩ thấy nó còn chảy máu. Anyway, mình không đề cập đến cái này nữa, nó không có vui. Mình nói kiếm chuyện gì khác nói. Nói về ăn sáng. Chưa ăn sáng nhưng mà bật YouTube lên đó, thấy mấy đứa nó ăn sáng ở Việt Nam mà thèm. Có cái bún cá gì đó, bún cá nhưng mà cá không phải cá cái kiểu mà luộc lên, kiểu cá nó đã chiên lên rồi cái bỏ vô trong cái mì cái hủ tiếu gì đó, mình rất lèo, nhìn thấy rất là thơm ngon, thèm muốn chết luôn. Rồi mấy đứa nó ăn mì Quảng. Thì Quảng mình có ăn rồi thì phải mà ăn bên đây chứ không phải ăn ở Việt Nam. Tóm lại ở Việt Nam mình hồi đó nhỏ nghèo đấy mà. Ăn sáng chỉ có ăn xôi với khoai lang, mì luộc. Bên đây khoai mì luộc vậy thôi. Sáng sớm lại yên lặng quá ha. Cho nên bây giờ mà mình nhìn thấy tụi nó ăn thì mình thèm lắm. Cái thứ hai muốn đi về Việt Nam là giờ tình hình kẹt cứng ở đây. Làm sao đi được. Tình hình của mình thì nhiều bạn coi video thì cũng biết mình đang lo cho mẹ già và đó cho mình nhóc. Nên không có đi đâu được. Thế mà già khỏe thì mình đi được, tại mình dẫn mẹ già đi Việt Nam được. Mẹ già yếu rồi, mà mẹ già không thích về Việt Nam lúc này, nó già ngồi máy bay lâu quá chịu nổi, nghe tiếng máy bay bay người ta đi đây đi đó, mình ngồi một xó. Nhà Việt Nam ha, có mấy con sư tử canh. Nhà ba xe
trong garage không biết có đậu xe nè không, thường thường trong garage đậu 1 chiếc 2 chiếc, ở ngoài đậu 3 4 chiếc. Đây mỗi người một chiếc xe, giống như Việt Nam mà mỗi một người một chiếc xe Honda này tí. Trời cầm cái này nó mỏi lưng chết luôn á, mỗi tay mỗi lưng nó nặng, nếu như nặng quá mà đau quá mình chắc ngồi nghỉ chút xíu rồi đi tiếp. Sáng người ta dẫn chó đi. Cầm cái máy này mới đi cái chỗ nào có nhiều cảnh đẹp á. Thì quay cho bà con thích lắm. Hay ha. Mình đi cái chỗ đường vắng này thì cũng lạ mắt đúng không? Đó Việt Nam thì lạ lạ. Lọa lọa. Đây, con đường này thì ra ngoài cái đường đi thành vào thành phố, còn này thì bên tay trái mình là vách núi. Hồi xưa mấy năm về trước mà chưa khi mình là có camera đi á, mình hay đi bộ đi đây à. Chứ mình nói phải chỉ có cái camera mình quay phim cho các bạn xem. Cái lúc nó có máy rồi quay riết thì cũng con đường này quay riết bà con coi chán. Lối về nhà anh có tanh 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 tanh. Yeah, Việt Nam thích thú là món ăn. Bây giờ già rồi không có nhìn gái trẻ thấy thèm nhưng mà không được. Nhiều khi mình nghĩ phải chi mình trẻ lại 20 thanh xuân, giờ Việt Nam o bế mấy em trẻ, bây giờ già rồi. Ô, còn sóc đen. Ngậm có non thì phải có tiền. Mà trời ơi, thôi, cái chuyện đó rắc rối. Vừa đi vừa nói chuyện công nhận mệt chứ, cầm cái máy lặng nữa. Đi vào xa mình mệt quá thì mình sẽ ngưng lại để bắt đầu nghỉ chút xíu rồi đi quay đầu quay về. Từ lúc mà mấy đứa bạn nó về Việt Nam, nhớ như đầu năm 95, lúc đó thì tụi nó về tụi nó o bế mấy gái dữ lắm. Về nó kể trời, đứa này nổ bánh ta lông luôn. Nó lấy 100 đô ha, bao quá chừng ra đứa ăn nhậu. Rất về chuyến sau đi mày đi nè, cái mình bắt đầu đi làm passport. Nhưng mà từ đó giờ bên Mỹ không muốn đi đâu nên không làm passport. Xong cái passport để đó 10 năm sau hết hạn, không có đi đâu hết, chưa có dán con tem nào trên. Cho nên tánh mình cứ nói đi đây ra đó mà cuối cùng không đi đâu. Trước khi đó thì mình không bao giờ mà mình có ý định đi về Việt Nam đó. Lo thành lập gia đình đây, lo đi làm suốt ngày, không bao giờ nghĩ tới chuyện đi Việt Nam. Bây giờ tối ngày sáng nào thức dậy mở YouTube lên thấy mấy đứa ở Việt Nam hay thích thú.
Lúc trước mình khỏe đó, đi lên cái dốc núi này. Dốc núi này đi tốt lên trên, nhìn xuống dưới thành phố cũng đẹp lắm. Mà bữa nay mệt quá thôi, không nổi nè, đi không nổi nè. Đi dưới bằng, dưới đất liền này, ở dưới đất bằng này mà còn thấy mệt. Anyway, thôi mình ngồi đây nghỉ mệt chút rồi đi tiếp. Cái loại bông này mình không biết tên mà nó mọc đẹp quá. Cái lá nó thì giống như là tóc. Còn cái hoa thì nó cũng rất là đẹp. Nếu mà trồng nguyên một vườn hoa như vậy chắc đẹp lắm á. Yeah. Bây giờ mình sẽ đi về hướng này. Đi về hướng mà mình thường thường hay đi đó. Đi về hướng mé bên kia. Tới lúc mệt quá, cái ngồi xuống nghỉ mệt tăng. Mình đi bộ ngược lại về đến hướng này. Bây giờ thì mình đi thêm 15 phút nữa. Tới cuối con đường chắc mình sẽ nghỉ tăng rồi sẽ quay về. Rồi kiếm đo lại đường coi nó xuống được nhiêu không. Cái gì mình kiếm gì ăn sáng cái rồi tính sao, chắc lên ngủ tiếp. Ngày Chủ nhật, ngày của riêng mình. Có bản nhạc nào phải không? Chiều Chủ nhật buồn, còn ai còn ai. Hoa thiên điển đây. Nói tới nói lui, bây giờ rảnh rỗi suy nghĩ tới ba cái chuyện đi về Việt Nam, đi chơi, đi đây, đi đó. Hồi đó nhớ là lúc mình mới qua Mỹ, 16 tuổi sắp xỉ bước qua 17. Rồi cái tuổi đó lỡ cỡ rồi. Vào trong trường trung học học cũng không được nữa, tại vì mình đã thất học hồi năm lớp 7 đó. Bây giờ vô thì vô lớp 12 sao học nổi, mà tiếng Anh nữa. Thế nên cuối cùng cái chỉ đi học tiếng Anh ở ngoài, mấy cái hội nó giúp đỡ người tị nạn mới qua đó, đi dạy tiếng Anh học đó khoảng 6 tháng. Rồi cái bắt đầu xin vô trong cái trường Community College, De Anza College đó, cái trường mà hôm trước mình chở con đi học mỗi ngày, mỗi tuần. Lúc đó vô tư lắm, không có bị stress. Mình tới nước Mỹ rồi, không, mọi chuyện là tiến lên thôi chứ không có sụp xuống được nữa. Qua đây, hai tay trắng mà. Mình nhớ lúc đó hả, học tiếng Anh cũng rất là thú vị. Tại vì mình học rồi, chứ là mình ra thực hiện được ngoài này, mình đi chợ, để gì là sử dụng tiếng Anh liền. Rồi cái lúc đó là cái thời Silicon Valley đang bùng nổ. Tao nói kiếm việc làm ở đó rất là dễ. Những người nào mà có học, người ta qua 75 á, mình lúc tới thì năm 79 rồi, người ta đi xin việc làm rất dễ luôn. Chỉ nói tiếng Anh bập bẹ, vô sinh họ dạy cho lắp ráp rồi, lắp ráp điện tử đó, rồi sinh sống. Mình lúc đó còn trẻ nên mình có cơ hội đi học. Rồi lúc đó đi học, vừa đi học đi làm, làm 4 tiếng, học 4 tiếng. 4 tiếng nó trả mình 8 tiếng đó. Có cái chương trình đó đó, nó gọi là CETA hay là cái gì quá, mất cái lâu quá. Mình nhớ làm được 3 đồng giờ, 8 tiếng đồng hồ ngày là khoảng hai mấy đồng ngày. Cộng lại 2 tuần cái được 100 mấy, đủ tiền. Mà nhớ lúc đầu vui lắm. Ông anh họ kêu mình qua, tụi mình gia đình mình thì đi qua túc bên Louisiana, người ta bỏ lãnh bên đó đó. Cái ông anh nói về Cali ở đi. Lúc đó ổng mới học ra trường, ổng đi du học trước 75 là đến kẹt lại luôn á. Ổng học lên tới bằng master cho năm túc. Lúc đó ổng mới ra trường chứ ổng cũng không có tiền nhiều lắm. Rồi sáng thì mình đi học, ổng cho mấy xu đi xe bus. Đã nhìn cái suối chứ. Đây, suối đây.
hoa rừng. Hoa rừng ơi, hoa rừng. Anyway, đang nói gì? Sáng sớm mình đã đón xe bus từ chỗ nhà đi lên tới cái chỗ dạy tiếng Anh. Xe bus giá thì 10 xu cho đưa mấy đứa trẻ từ 13 tuổi trở xuống. Còn mấy người lớn thì là 25 xu một kho thôi. Ông muốn tiết kiệm, ông kêu mình bỏ vô cái thùng xe bus 10 xu thôi. Nếu mà nó có hỏi mình bao nhiêu tuổi, mày nói là mày 13 tuổi. Mình lúc đó mình ngại, sợ khi nào ông xe bus ông hỏi tại sao đưa giấy chứng minh đồ gì mất công. Nhưng mà thật sự nó không hỏi đó, nó bỏ vô. Mình chưa bao giờ bị hỏi hết. Qua không có tiền nhưng mà đầy hy vọng, đầy tương lai sáng sủa. Lúc đó technology về cao Silicon Valley mà, chỗ này những cái gì nó tăng tiến là ở đây hết, xuất phát từ đây hết. Nhớ gì đó game Atari rồi bắt đầu cái Apple computer nó ra cái Apple cạnh cái bàn cái tô Apple One đó. Mình trên TV mình nói trời ơi, ai cạnh cái computer đó làm chi trời. Mấy người học về điện tử rồi kỹ sư làm chứ đó nha. Nhưng mà thấy người ta nói mai mốt nó sẽ thịnh hành, nhà nào cũng sẽ có hết. Mình nói trời đất, làm cần mấy cái bà nội trợ cần chi mấy cái máy vi tính này. Mà cuối cùng sai bét. Nhiều người ta có cái sáng kiến, người ta có những cái vision nhìn về tương lai, người ta hay lắm ha. Bây giờ các bạn thấy ai cũng có cái trên tay cầm cái iPhone rất là mạnh luôn, so với cái máy computer đầu tiên đó là chắc mạnh hơn cả ngàn lần, cả chục ngàn lần luôn. Nội cái gọi là cái phần mềm và cái phần cứng mà nó giữ hình, giữ video thì quá trời. Và đó là cái computer vi tính có bao nhiêu, chừng một cái program xây vô chừng 200-300 kilobyte. Bây giờ trời ơi, cái iPhone mà mình có thể mình mua lên tới 500 gigabyte, mà nó mạnh dễ sợ, dùng cái gì cũng iPhone, trả tiền cũng iPhone, bằng iPhone quay video chụp hình, liên lạc điện thoại, video call. Tôi nói không còn cái gì thiếu. Hay tương lai mà đâu có biết được. Hồi đó trời ơi, ba cái cao cấp so với bây giờ quá lỗi thời luôn. Mình nhớ hồi lúc mình học ra trường kỹ sư, học về điện tử, cái project của mình là làm cái wireless mouse. Nhưng mà nó rất là đơn sơ, đơn giản, chỉ có làm một cái chữ thập rồi cái đẩy qua đẩy lại ở trên cái màn ảnh thôi à, chứ không có được bấm nữa. lúc đó thấy Apple nó đã làm wireless bắt đầu có rồi nhưng mà chưa có bán thôi. Anyway, lúc mới qua rất là vô tư và rất là nhiều hy vọng. Mình cũng không biết những người mới qua thời đại bây giờ họ nghĩ làm sao, chứ mình thấy có vẻ họ hơi đòi hỏi nhiều. Điều kiện quá sướng, học tiếng Anh cũng rất là dễ, rất những nhiều cái apps trên iPhone nè, Google Translate. Trời ơi, đó mình học tiếng Anh mua cái từ điển nhỏ xíu bỏ túi, từ điển không có đầy đủ nhưng mà cũng có những cái từ quê thông hành á. Rồi cái mình cứ mình không hiểu mình lật ra mình đọc, học từng chữ từng chữ. Thậm chí mình cứ nhớ mình học, tại vì mình nói học lớp 7 mình nghỉ rồi, lúc sau này mình lên community college mình học, mình lấy lớp toán đầu là đại số, những đại số beginning algebra. Trời ơi, người ta mấy đứa nó nghe giảng thầy giảng là nó hiểu rồi, mình nghe giảng mình cũng như là nước đổ lên đầu dịch.
không hiểu gì hết. Về vô trong thư viện ngồi lục lục sách ra, đọc từng chữ, dịch ra từng chữ, từng chữ. Học cho nó cả buổi sáng luôn. À, buổi chiều làm bài tập. Vậy mà cũng được chứ, được được điểm tốt. A không, straight A cho đến khi mình lên tới đạo hàm là calculus cũng được A. Đến lúc cái mấy lớp cao lớp là như là calculus A B C D là cái lớp cuối, sau bắt đầu mới trục trặc thì nó hơi trừu tượng, nó khó hiểu một chút, thì được chỉ được con B. Thì sắp tới đường cuối rồi, tới đường cuối mình sẽ kết thúc cái video hôm nay nha. Mình cũng gợi chuyện cũ, mình đã kể cho nó vui. Yeah, lúc mới qua hy vọng đầy tràn đầy. Nói thật ra thì mình cũng không biết nha, tâm trạng của những người mới qua hiện tại họ ra sao. Mình chỉ coi video của họ làm thì mình thấy cũng những cái suy nghĩ rất là khác lạ với mình. Cũng như họ đăng video lên mà nói trời ơi bên Mỹ này không ai chơi với ai hết, hay là hàng xóm, hay là ai cũng sở hữu một chiếc xe hết, hay là muốn mua nhà thì mua. Mà nó mình nghĩ trời ơi, ở lúc tị nạn mới qua làm gì có cái chuyện nghĩ suy nghĩ đó. Nhất là mấy người cứ qua đây là làm neo, không phải nói gì, làm neo là một cái nghề rất là chính thức và rất là nhiều người Việt Nam mình học theo làm. Tại vì hồi thời đó những người mà không có đủ điều kiện đi học, nhất là phụ nữ, họ đi học cái nghề đó thì họ đi làm kiếm tiền sống, cho nên cuối cùng Việt Nam ai cũng làm neo, người này dạy người nọ rồi mở trường mở học. Mình có người như người Ấn Độ hôm qua đây chuyên quan đi làm 7-Eleven, mấy cái tiệm tạp hóa đó. Rồi nghĩa là người ta gọi là stereotype đó. Người Phi thì họ tiếng Anh rành mà họ hay học về y tá lắm, rất là nhiều y tá người Phi. Lúc mình qua thì người Hàn Quốc ít lắm, không có nhiều, mình không có gặp nhiều ở đây. Bây giờ quá trời đông. Những người Hàn Quốc hồi đó là họ đi lấy lính Mỹ, họ qua nhiều. Việt Nam thì là tị nạn. Người Nhật, người Tàu thì ở đây quá lâu rồi, có nhiều đó. Ở đây mới mấy đời luôn. Đây, Silicon Valley mình vừa nói. Còn chừng trăm thước nữa là đến cuối đường đời. Đến cuối đường, đoạn đường. Mình đi giữa đường tại vì đây không có xe. À, cái căn nhà cuối đó là căn nhà mình thấy họ chờ bản bán quá trời, cuối cùng mà như có ai mua rồi thì phải họ dẹp cái đó. Sẽ lại canh vào đây đây. À, hôm nay khá trong sáng nhưng mà cũng có vẻ sương mù và khói. Nhìn hướng downtown San Jose đây. À, Silicon Valley, chung quanh là quanh núi cho nên mới gọi là thung lũng. Hướng này là về hướng Thái Bình Dương. Về hướng này là hướng đông, mặt trời đang mọc đây nè. Hiện tại thì cỏ mọc quá chừng luôn. Anyway, thôi mình video cũng khá dài rồi, mình cũng kiếm chuyện tán dóc quá trời ha. Hy vọng các bạn thích cái video này. Cầm cái cây này cũng hơi khá cực khổ nhưng mà quay video đẹp. Thôi mình chúc các bạn vui vẻ nha. Và Happy Mother's Day. Bye bye.